Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 và đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Lạc Sơn khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Lạc Sơn trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2021. Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình gồm các ông Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Gia, Phó Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Hòa Bình. Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Lạc Sơn gồm ông Bùi Văn Vũ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy, ông Bùi Văn Khánh, Trưởng phòng Tài chính kế hoạch huyện, ông Bùi Văn Khuyến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ngọc Lâu, đã có buổi tiếp xúc với cử tri ba xã Ngọc Sơn, Ngọc Lâu và Tự Do của huyện Lạc Sơn. Dự hội nghị tiếp xúc có đồng chí Bùi Văn Lịnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban dân huyện, đồng chí Lê Minh Tiến, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Tại hội nghị, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông báo nội dung chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thông báo tới cử tri kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề, dự kiến thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thứ 4. Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân. Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021. Các đại biểu cử tri của ba xã vùng cao đều bày tỏ sự đồng thuận đối với các nội dung đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và huyện đã thông qua. Các cử tri ba xã vùng cao đã kiến nghị với đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và huyện một số vấn đề, như đề nghị có chế độ phụ cấp cho chuyên trách cấp xã, phụ cấp chi bộ xóm còn thấp, một số đoạn trên tuyến đường liên xã đã xuống cấp cần được quan tâm nâng cấp sửa chữa, đề nghị nâng cấp trạm biến áp để đảm bảo nguồn điện phục vụ sản xuất sinh hoạt cho người dân, một số cây cầu tạm rất nguy hiểm cần được nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng, đề nghị nhà nước hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hóa cho một số xóm chưa có nhà văn hóa. Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình gồm các ông Nguyễn Ngọc Điệp, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Lạc Sơn, bà Bùi Thị Thủy, Bí thư Đảng ủy xã Tân Lập, ông Vũ Quốc Tam, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Lạc Sơn. Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Lạc Sơn gồm ông Quách Đình Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Lạc Sơn, ông Quách Khắc Dương, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và ông Bùi Văn Vót, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Quyết Thắng đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Quyết Thắng. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Các cử tri đã kiến nghị với đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và huyện một số vấn đề tồn tại như: đề nghị quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ gia đình chính sách, quan tâm đến cán bộ dôi dư sau sáp nhập, đề nghị nhà nước quan tâm xây dựng, nâng cấp, sửa chữa một số đoạn kênh mương, đoạn đường đã xuống cấp, hỗ trợ chuyển đổi mục đích sản xuất cho một số diện tích thiếu nước tưới. Các ý kiến kiến nghị của cử tri đều được tổng hợp để trình lên kỳ họp Hội đồng nhân dân, kỳ họp thường lệ cuối năm 2021. Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2021 theo hình thức trực tuyến với chủ đề Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng phát triển. Tại điểm cầu huyện Lạc Sơn, bà Bùi Thị Ngợi, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, đã có bài phát biểu tham luận, bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước những kết quả đã đạt được trong công tác chỉ đạo điều hành, cũng như những kết quả các cấp hội, toàn thể hội viên phụ nữ của tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời bổ sung đóng góp ý kiến, đưa ra những giải pháp thiết thực nhằm thực hiện tốt hơn công tác hội trong nhiệm kỳ tới. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu 30 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Bầu đoàn đại biểu Phụ nữ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027. Trong đó, có 11 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết. Tại hội nghị, Ban chấp hành lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021-2026 bầu Ban thường vụ 9 người, bầu Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch Hội. Đồng chí Hoàng Thị Duyên tiếp tục được Đại hội tín nhiệm, tái cử, bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Thưa quý vị và các bạn, tôn sư trọng đạo là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Truyền thống đó càng được thắp sáng và khơi dậy vào ngày lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 hàng năm.
để động viên các thầy giáo, cô giáo và các cháu học sinh trên địa bàn huyện. Các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lạc Sơn đã tổ chức thành nhiều đoàn đến dự và chúc mừng một số trường học trên địa bàn huyện. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên. Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã đến chúc mừng các đồng chí lãnh đạo trung tâm, giảng viên kiêm chức tại Trung tâm Chính trị huyện. Tại đây, các đại biểu đã ôn lại ý nghĩa Ngày Nhà giáo Việt Nam, quá trình hình thành và phát triển của trung tâm huyện. Trải qua các giai đoạn xây dựng và trưởng thành, trong những năm qua, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị của huyện được xây dựng và củng cố ngày một vững mạnh. Hầu hết giảng viên lý luận chính trị chuyên trách và kiêm chức đều có trình độ cao cấp lý luận chính trị và có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên. Trong năm 2021, mặc dù ảnh hưởng chung bởi đại dịch COVID-19, nhưng Trung tâm Chính trị huyện vẫn duy trì và mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn chính trị, nghiệp vụ theo kế hoạch, góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực công tác cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức trên địa bàn huyện. Nhân dịp này, đồng chí Bùi Văn Kía, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy đã về dự và chúc mừng các thầy cô giáo trường tiểu học và trung học cơ sở Vụ Bản. Những năm qua, các thế hệ cán bộ, giáo viên nhà trường đã không ngừng nghiên cứu học hỏi để có những giờ học hay hiệu quả. Nhà trường nhiều năm đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến xuất sắc, xếp thứ nhất các khối trường phổ thông của huyện và được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối các trường phổ thông trong tỉnh. Đặc biệt, trong phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo trong quản lý giảng dạy và học tập, năm học 2020-2021, nhà trường vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen cho tập thể sư phạm nhà trường và một bằng khen cho thầy giáo Trịnh Văn Khôi. Trong đợt thi đua dạy tốt, học tốt, chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm nay, 20 thầy cô giáo khối trung học cơ sở của trường phấn đấu đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, 19 cô giáo khối tiểu học đều đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, 5 thầy cô được cử tham gia hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện. Toàn trường có 1.354 giờ học tốt, 267 hòa điểm tốt. Nhân dịp này, nhà trường đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân đạt thành tích cao trong đợt thi đua chào mừng ngày 20 tháng 11. Dự và phát biểu buổi gặp mặt tại trường tiểu học và trung học cơ sở Văn Nghĩa, đồng chí Lê Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, mong rằng các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, hội cha mẹ học sinh cần quan tâm chăm lo hơn nữa cho nhà trường. Bên cạnh đó, nhà trường cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Các thầy giáo, cô giáo phát huy và phát triển hơn nữa những kết quả đã đạt được. Đồng thời, không ngừng phấn đấu rèn luyện để trở thành tấm gương sáng về đạo đức và lòng yêu nghề. Không ngừng nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, xứng đáng là người giáo viên nhân dân. Tại buổi gặp mặt, trường tiểu học và trung học cơ sở Văn Nghĩa đã khen thưởng tập thể lớp, các em học sinh và các thầy cô giáo có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Trường tiểu học và trung học cơ sở Xuất Hóa là trường có nhiều thành tích và bề dày truyền thống trong công tác dạy và học. Hiện nay nhà trường có 40 lớp với 1.258 em học sinh. Đội ngũ cán bộ giáo viên 100% đạt chuẩn trở lên. Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực như thi diễn văn nghệ, thể dục thể thao, làm báo tường và một số hoạt động khác. Thông qua các hoạt động đã giúp các em học sinh được trải nghiệm, giao lưu học hỏi, bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn đối với các thầy giáo, cô giáo và góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta. Trường tiểu học và trung học cơ sở xã Tân Lập vừa long trọng tổ chức lễ đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 giai đoạn 2021-2026. Trường tiểu học và trung học cơ sở xã Tân Lập sáp nhập vào tháng 8 năm 2019. Trên cơ sở sáp nhập, hai đơn vị trường là trường tiểu học Tân Lập và trường trung học cơ sở Tân Lập. Tại thời điểm kiểm tra đánh giá công nhận đạt chuẩn quốc gia, nhà trường có 2 điểm trường với 36 lớp, 65 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 1.150 em học sinh. Đến nay, trường có cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng được yêu cầu dạy và học cho con em địa phương. Đội ngũ cán bộ quản lý đủ tiêu chuẩn, có năng lực chuyên môn tốt, có khả năng quyết đoán, có tinh thần trách nhiệm trong công tác.
đội ngũ giáo viên nhân viên được đào tạo đúng chuyên ngành, đảm bảo yêu cầu về phẩm chất, năng lực, luôn hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Học sinh nhà trường có ý thức phấn đấu và đạt kết quả tương đối cao trong rèn luyện và học tập. Với những cố gắng nỗ lực và kết quả đạt được, ngày 31 tháng 8 năm 2021, nhà trường đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ký quyết định công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Trước tình hình xuất hiện một số ca dương tính trên địa bàn huyện, vừa qua đồng chí Bùi Văn Lệnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Lạc Sơn đã chủ trì hội nghị triển khai các biện pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Lạc Sơn. Hiện nay, sau khi xuất hiện một số ca F0 trên địa bàn huyện, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện đã triển khai các biện pháp cấp bách như truy vết, xét nghiệm, cách ly, phong tỏa địa điểm, phun thuốc khử trùng, hạn chế một số hoạt động để chủ động phòng chống dịch. Đến thời điểm này, tình hình cơ bản được kiểm soát, các trường hợp cách ly đã được cách ly đảm bảo kịp thời. Tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Lịnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện yêu cầu các ban ngành huyện, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn cần kiểm soát đối tượng công dân ra vào địa bàn bắt buộc phải khai báo y tế. Các trường hợp hộ gia đình có người tiếp xúc với ca nhiễm cần thực hiện cách ly cả gia đình, thường xuyên có người giám sát, đồng thời có gắn biển cách ly tại gia đình và yêu cầu thành viên không ra khỏi nhà. Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Sơn vừa tổ chức hội nghị thảo luận thông qua dự thảo các văn bản trình kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân huyện Lạc Sơn khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 và bàn một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Bùi Văn Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Đây là một trong hai kỳ họp quan trọng nhất năm 2021. Tại kỳ họp sẽ thông qua các báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân năm 2021, nhiệm vụ năm 2022, báo cáo tổng hợp giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri đến thời điểm tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20 và các báo cáo chuyên đề có liên quan. Vừa qua, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Lạc Sơn đã tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Đồng chí Bùi Văn Lệnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Lạc Sơn chủ trì hội nghị. Theo báo cáo kết quả công tác sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện ban hành kế hoạch hướng dẫn chỉ đạo tổ chức sơ tuyển nghĩa vụ quân sự. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ huy Quân sự các xã thị trấn đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền, kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự cùng cấp, chỉ đạo sơ tuyển theo đúng hướng dẫn của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện và cơ quan chuyên môn cấp trên. Kết quả có 930 công dân đủ điều kiện khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Trong thời gian sơ tuyển, các xã thị trấn đều làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Lệnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện, yêu cầu các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Ban Chỉ huy Quân sự các xã thị trấn cần tổ chức rà soát kỹ thực lực công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự đến nhân dân, thực hiện tốt công tác khám tuyển và kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự, đồng thời thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chuẩn bị tốt các điều kiện giao nhận quân năm 2022 được trang trọng, chu đáo. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Sơn phối hợp với Ban An toàn Giao thông huyện, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện và Honda Anh Kỳ tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, luật phòng chống ma túy, luật phòng chống buôn bán người và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021. Đồng chí Bùi Văn Lệnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Sơn đã về dự. Trong những năm qua, tình hình trật tự an toàn giao thông, tội phạm ma túy, buôn bán người tiềm ẩn nhiều nguy cơ và diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tại lớp tập huấn lần này, các đại biểu về dự đã được nghe về luật an toàn giao thông, luật phòng chống ma túy, luật phòng chống buôn bán người, cũng như thực trạng đang diễn ra trên địa bàn.
từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác đấu tranh, chống tệ nạn ma túy, nạn buôn bán người, đồng thời ngăn chặn đẩy lùi các vi phạm an toàn giao thông trên địa bàn.